Tìm sản phẩm bằng cách nghiên cứu thị trường. Làm giờ muốn tìm sản phẩm mình tìm như nào thì đầu tiên mình phải hướng sản phẩm đã. Nhưng nếu mà mình muốn làm kem chống nắng thì mình phải mình soi một loạt như vậy là mình biết ngay giờ mình phải nên làm sản phẩm gì. Thứ nhất, sản phẩm phải na ná như của người ta, ví dụ người ta làm sữa rửa mặt các thứ ABC này đúng không, giá bằng này thì mình cũng có thể làm sữa rửa mặt giá cũng na ná như này. Xong bắt đầu cấp cao hơn được ạ, cao cấp hơn thì các bạn phải tìm ra insight khách hàng. Insight khách hàng là gì ạ? Là thứ khách hàng mong muốn. Thứ khách hàng mong muốn thì thông thường sẽ đọc ở đâu? Đọc ở bình luận video và đọc ở trong feedback khách hàng. Người ta hay đặt câu hỏi là ui sản phẩm này xịn thật đấy, nhưng mà giá như nó không phải là dạng kem mà nó là dạng nước hoặc là nó là dạng xịt thì có phải là dùng dễ hơn không? Đúng không? Kem chống nắng à? Đâu không phải là kem chống nắng nữa, là xịt chống nắng thì dùng nó dễ, kem để xoa lâu bảo bố là xịt sướng hơn. Thì lúc đấy mình mới nghĩ à vậy thì bây giờ mình sẽ làm là chai là xịt chống nắng, đúng không? Giá sẽ khoảng độ tầm 60-70 nghìn như thế này, mình cũng sẽ đi book các bạn KOL như thế này, mình làm như thế này. Thì đấy là cái cách để mà người ta tìm ra một sản phẩm bằng cách là nghiên cứu thị trường.